Hello các bạn. Các bạn chuẩn bị đi ngủ chưa? Đêm nay mình Piano sẽ cùng các bạn chơi một cái tác phẩm âm nhạc mà nó giống như một bức tranh gì đó. Chúng ta sẽ vẽ bức tranh ấy bằng âm thanh trên chiếc đàn piano ha. Bức tranh đó chúng ta sẽ vẽ gì nào? Ta sẽ vẽ một bầu trời đêm rất là đẹp. Chúng ta vẽ những ánh sao, chúng ta vẽ những ánh đèn, và rồi chúng ta sẽ vẽ thêm những bông hoa. Trong bông hoa đó, chúng ta lại thấy được tình yêu thương giữa những con người với nhau. Rồi chúng ta có thể vẽ cầu vồng, chúng ta vẽ những cái điều rất là tuyệt vời trong cuộc sống này lên cái bức tranh. Các bạn thích gì thì các bạn vẽ đó nha. Mình nghĩ cuộc đời có đen tối hay là tươi sáng là do bản thân mình suy nghĩ thôi, và chúng ta có thể tạo ra cuộc đời mình và vẽ nên những cái bức tranh thật đẹp cho cuộc đời của mình. Hãy cùng vẽ với Mạnh nha. Thank you.
thật là bình yên đúng không các bạn? Những âm thanh nó rất là an nhiên, rất là tự tại, rất là nhẹ nhàng cho một đêm mà chúng ta có thể ngồi với nhau và lắng nghe những âm thanh này thì thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn luôn luôn đồng hành cùng với Mạnh Piano nha. Rất là vui là hàng đêm lại tâm sự âm nhạc, tâm sự piano cùng với các bạn. Và hãy tiếp tục đón xem và nghe những cái tác phẩm tiếp theo của Mạnh trong những đêm tiếp theo nữa. Mạnh rất là vui đó. Hàng đêm lại được chúc các bạn ngủ ngon bằng một bài hát như thế. Giờ thì chào tạm biệt các bạn nha. Have a good night. Sweet dream. Bye.